Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, 49% số ca mắc COVID-19 tập trung ở khu vực nông thôn, miền núi, nhiều ổ dịch tại khu vực vùng sâu vùng xa. Dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của bà con nhân dân. Tuy nhiên, tới thời điểm này, chủ trương vừa chống dịch vừa ổn định phát triển kinh tế vẫn được các cấp chính quyền và nhân dân kiên định thực hiện. Bà con vùng cao từng bước thích ứng đảm bảo sản xuất ổn định. Hôm nay, anh Tráng Xeo Tỏa xuống xã xin giấy xác nhận làm hồ sơ để chuẩn bị đi làm tại khu công nghiệp dưới Hải Phòng. Đến khi mùa vụ cơ bản hoàn tất, anh Tỏa sẽ cùng nhiều người trong thôn lên đường với mong muốn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Nói chung là nhà một năm thì cũng trả kiến để ra tiền, nó cũng vất vả hơn mình đi làm công ty gì. Anh quyết định, anh bảo là vậy thì anh đi làm, thì làm được một chút tiền về giúp cho gia đình. Ngay sau Tết Nguyên đán, Tổ dịch vụ việc làm huyện Simacai đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và các cơ quan tư vấn giới thiệu việc làm tại các cụm khu công nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm. Đã có 188 công dân được các công ty đón đi làm việc ngay thời điểm đó. Tới nay, khoảng 3.000 công dân của Simacai đã tìm được việc làm tại các nhà máy xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xã thì tập trung tuyên truyền phát triển về nông nghiệp hàng hóa, đồng thời thì triển khai tư vấn giới thiệu việc làm cho các cái lao động trong độ tuổi lao động, đặc biệt là thanh niên đăng ký với các công ty, các khu công nghiệp để tăng cái thu nhập cho bà con nhân dân. Hiện nay đã có 200 lao động đã đăng ký đi làm việc tại các công ty. Tới thời điểm này, đa phần nông dân Lào Cai đã lên kế hoạch để quay trở lại lao động sản xuất bình thường. Mặc dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhưng trên tinh thần đồng thuận với chủ trương chống dịch của chính quyền địa phương, bà con vẫn yên tâm để thiết lập cuộc sống bình thường mới. Cho đến ngày hôm nay, thì trên bảng địa phương đã có 2.135 lao động là đã đi từ lao động tại các cái khu công nghiệp. Và chúng tôi thấy rằng đây chính là một sự thích ứng linh hoạt để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, và bên cạnh đó thì tích cực hơn nữa trong việc là thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đưa xã hội cũng như là đưa cái việc phát triển kinh tế xã hội nó trở lại bình thường. Để thích ứng linh hoạt, chung sống với dịch bệnh, yếu tố quan trọng là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là ở vùng cao. Bởi vậy, rất cần sự hợp tác đồng thuận từ phía người dân để công tác tiêm phòng đạt tiến độ và hiệu quả, để có thêm điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh.